Nói thì hơi buồn nhưng nếu mà có cơ hội thì anh chắc là anh đi buôn lậu. Ai chả buôn lậu. Rồi, Mình hướng dẫn nha. Câu hỏi đây như kim. sau này. Câu hỏi. Ôi chết rồi, lại quên mất là câu hỏi số mấy nhỉ? Hôm trước anh hướng dẫn câu hỏi số mấy rồi? Quên rồi. Recording in progress. Câu 3 hả? Câu 3, rồi. Câu 3 xong rồi đúng không? Rồi, anh hướng dẫn câu 4 nha. Câu 4 như sau này. Ở câu 4 yêu cầu các bạn là apply một cái effect gì đó. Apply một cái effect gì đó. Rồi, đó, các bạn tiếp tục nha. Apply một cái effect gì đó. Apply một cái effect gì đó. Cho cái tiêu đề, cho cái tiêu đề, title, tiêu đề, cho cái title, cho cái tiêu đề của cái văn bản, đó, của văn bản. Apply một cái effect gì đó, cái này là tên nha, relation này là tên nha. Apply một cái effect gì đó, cho cái tiêu đề, đó, cho cái tiêu đề của văn bản, đó, cho cái tiêu đề của văn bản. Cho cái tiêu đề này của văn bản. Đi thi như sau này. Đi thi như sau. Chờ qua đi thi này. Thì nó đã bảo upload một cái effect gì đó cho cái tiêu đề của văn bản rồi. Đó, thế thì đi thi. Bước 1 là các bạn sẽ bôi đen trên cái tiêu đề. Đây. Tiêu đề. Cái title tiêu đề nha. Bước 1 bôi đen trên cái tiêu đề ở bên trong văn bản. Bước 1 bôi đen trên tiêu đề ở bên trong văn bản. Đi thi để bước 1 bôi đen trên tiêu đề bên trong văn bản. Bước 1 bôi đen trên tiêu đề bên trong văn bản. Bước 2 ký chuột vào thẻ home. Bước 2 ký chuột vào thẻ home. Bước 1 bôi đen trên tiêu đề bên trong văn bản này. Bước 1 bôi đen tiêu đề này. Bước 1 bôi đen tiêu đề. Bước 2 ký chuột vào thẻ home. Ký chuột thẻ home. Ở trong thẻ home này các bạn tìm trên nhóm là nhóm phông. Trong thẻ home các bạn tìm về nhóm phông. Trong thẻ home các bạn tìm trên nhóm phông. Home các bạn tìm về nhóm phông. Kích chuột rồi effect. Kích chuột rồi effect. Trong thẻ home tìm về nhóm phông. Kích chuột vào effect. Thẻ home tìm về nhóm phông. Kích chuột effect. Chọn trên cái kiểu mà được yêu cầu. Chọn trên cái kiểu mà được yêu cầu. Ở đây yêu cầu các bạn đó là relation effect kiểu gì đó. Thì các bạn chọn cho là từ kiểu một nó sẽ lên tên. Đây các bạn chọn cho là từ kiểu một nó sẽ lên tên. Màu này màu gì ta? Relation effect. Anh xin lỗi. Không Cái đó phải. là phone Relation đây xin lỗi trong cái nhóm này. Trên nhóm này đồ bóng, đồ bóng chọn cho anh đó relation effect. Em cứ ghi đi đã đấy. Được chưa nhỉ? Chọn cho anh đó relation effect, sau đó chọn cho anh cái kiểu mà đều yêu cầu. Sau đó chọn trên cái kiểu mà được yêu cầu. Sau đó chọn trên kiểu để bài yêu cầu. Chọn trên kiểu để bài yêu cầu. Được chưa nhỉ? Chọn trên kiểu để bài yêu cầu. Đó, dừng ở đây và next sang gọi tiếp theo. Dừng ở đây và lấy sang câu hỏi tiếp theo. Sang câu hỏi tiếp theo này, các bạn sang câu hỏi tiếp theo. Sang câu hỏi số 5, câu 5. Anh xin lỗi câu này, khả năng câu này phải nói thêm không có bọn em này. Để quên mất.
Câu này đi thi thì nếu mà tiếng Việt thì có thể nó yêu cầu các bạn đó áp dụng cái đó là đổ bóng nha. Đổ bóng cho cái đối tượng nào đó, cho cái đối tượng nào đó thì các bạn cũng phải click vào đây. Đó, sau đó chọn phần redirection này và chọn cái kiểu đó. Được chưa nhỉ? Đó. Tiếng Việt thì thi thoảng có một số câu nó dịch ra nó rất là ngang. Thì kia nó rất là ngang á, đó, và mình cũng không có biết nó là cái từ nào. Không có biết nó là cái từ nào. Được chưa nhỉ? Đó. Thì nhìn ở cái phần effect này thì các bạn nhìn theo clip đó, clip ở đây đó, nó yêu cầu kiểu nào các bạn chọn trên kiểu đó. Rồi sang câu tiếp theo này, câu tiếp theo câu 5, câu 5 này, câu 5. Ở câu 5 yêu cầu các bạn đó là ở giữa, ở giữa, ở giữa. Between ở giữa, giữa cái heading này, giữa cái heading này và cái heading này. Between ở giữa, giữa cái heading này và cái heading này. Giữa cái heading này và cái heading này. Giữa hai cái heading này đấy, đó. Hãy chèn, đó hãy chèn. Hãy chèn một cái sơ đồ. 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 Với tên, à, với tên là như thế này. Với tên. Hãy chèn một cái sơ đồ. Hãy chèn một cái sơ đồ với tên là như thế này. Với tên là như thế này. Với tên là như thế này. Và nó yêu cầu các bạn đó là gì? À, nhập cái insert này. Chèn cái text này vào. Yêu cầu các bạn đó nhập cái text này vào. Yêu cầu các bạn đã nhập cái text này vào. Yêu cầu các bạn ấy đã nhập cái text này vào. Yêu cầu mình đã nhập cái text này vào. Thì đi thi như sau này, đi thi như sau. Ở đây thì câu này dịch ra thì nó không có gì là được gây cả. Câu này chỉ có yêu cầu đó chèn một cái sơ đồ thôi. Cái này các bạn cũng học nhiều rồi. Thì riêng đối với chèn sơ đồ thì các bạn sẽ tìm trên cái heading trước, cái tiêu đề trước. Bước 1 các bạn tìm trên cái tiêu đề. Đây. Đây cái tiêu đề đây, cái heading đây, đây chính là cái thằng này. Đó. Và nó bảo các bạn đó là ở trong cái heading này này là có cái phần đó, phần list, đó phần list. List chính là cái phần danh sách kẻ đầu dòng đấy. Đây đây, đó list danh sách kẻ đầu dòng. Đây chính là phần list, phần danh sách kẻ đầu dòng ở đây. Đó. Thì ở đây này, yêu cầu của bạn đó là gì? Là giữa hai cái danh sách này, giữa cái đối tượng này, giữa cái đối tượng này và cái đối tượng này, đó, và đối tượng này. Thế chèn một cái sơ đồ, chèn một cái sơ đồ. Đó. Đi thi này, đi thi này. Chờ các bạn đi thi này. Bước 1, các bạn click chuột trên vào vị trí. Đây, đi thi này. Bước 1, các bạn click chuột trên vị trí là giữa, đó, giữa cái dòng trống đấy, đó. Nếu mà lúc nào đi thi mà nó yêu cầu các bạn chèn một cái vị trí nào đấy mà các bạn thấy có dòng trống ở đấy, các bạn chèn luôn ở đó nha, mặc định. Đó. Bước 1 đi thi các bạn click chuột trên cái dòng trống nằm ở giữa hai cái heading mà yêu cầu. Bước 1 đi thi này click chuột trên dòng trống nằm ở giữa hai cái heading mà yêu cầu. Giữa hai cái heading mà yêu cầu. Bước 2 click chuột trên thẻ insert. Bước 2, click chuột trên vào thẻ insert. Bước 2, click chuột trên thẻ insert. Sau đó tìm về nhóm illustration. Bước 2, click chuột trên thẻ insert. Sau đó tìm về nhóm illustration.
Bước 2, kích chuột thẻ insert. Sau đó tìm nhóm illustration. Sau đó các bạn kích chuột thêm vào Smart Art. Sau đó các bạn kích chuột thêm vào Smart Art. Kích chuột thẻ insert, sau đó tìm nhóm illustration. Sau đó kích chuột thêm vào Smart Art. Được chưa nhỉ? Các bạn ghi xong chưa? Rồi. Sau khi các bạn kích chuột Smart, sau này các bạn kích chuột trên vào On. Kích chuột Smart, sau này các bạn kích chuột trên vào On. Kích chuột trên vào On. Sau đó là các bạn nhấp chuột vào một Smart bất kỳ. Kích chuột Smart này, sau đó kích chuột trên vào On. Sau đó nhấp chuột vào một Smart bất kỳ. Nhấp chuột vào một Smart bất kỳ. Sau đó các bạn nhấp chuột vào một Smart bất kỳ. Ở đây các bạn sẽ ấn trên cái chữ cái đầu tiên của tên Smart đó. Ấn trên chữ cái đầu tiên của tên Smart đó. Ở đây là chữ gì đây nhỉ? Chữ gì cái lớn? Chữ gì đây? Rồi, chữ V. Đúng rồi, chữ V. Các bạn ấn trên chữ cái V. Đó, chữ cái V. Của Thảo Vi ấy, Thảo Vi. Đó. Trần Thị Thảo Vi này. Em ấy sao đây? Em đổi cái tên mã học viên của em là như thế nào? Tên mã học viên này sai. Nhấp chuột là một Smart bất kỳ, sau đó là ấn chữ V trên bàn phím. Đó, sau đó là ấn chữ V trên bàn phím. Khi các bạn ấn chữ V trên bàn phím thì vị trí bên tay phải sẽ thay đổi. Được chưa nhỉ? Cái tên này nó sẽ thay đổi. Đó. Thì các bạn cứ ấn V tiếp. Đó, ấn V tiếp. Đến khi nào ra đúng cái đối tượng mà được yêu cầu. Được chưa nhỉ? Cứ ấn V liên tục. V đến khi nào mà vị trí bên tay phải này, cái tên này các bạn thấy đúng với tên mà được yêu cầu. Được chưa nhỉ? Nếu không đúng thì mình lại ấn tiếp. Đó. Trường hợp đi thi ở một cái tên khác thì các bạn lại ấn chữ khác nha. Ví dụ đi thi nó chữ cái B thì các bạn lại ấn chữ B. Được chưa nhỉ? Đến đây đã hiểu anh giải thích phần này chưa? Nào, xong chưa nhỉ? Rồi. Sau khi mà các bạn ấn B xong này, đến đây các bạn ấn OK. Đó, ấn OK. Đúng rồi, ấn OK. Nhiệm vụ tiếp theo các bạn này, đó là các bạn kích chuột ở biểu tượng nằm ở giữa cái Smart. Đây, kích chuột trên biểu tượng nằm ở giữa Smart. Kích chuột trên biểu tượng nằm ở giữa Smart. Kích chuột trên biểu tượng này. Kích chuột trên biểu tượng nằm ở giữa Smart này. Hồi nãy mới ăn luôn, ngồi ăn luôn mà trời. Được chưa nhỉ? Đã kích vào đây cho anh. Sau đó các bạn kích chuột vào cái tag đầu tiên. Đó, các bạn kích chuột vào tag đầu tiên. Kích chuột tag đầu tiên. Ở trong cái câu hỏi này á, thì nó chỉ có yêu cầu mình chèn có duy nhất cái tag này vào thôi. Nên là những cái tag ở bên dưới này mình sẽ xóa đi. Đó, những cái ô bên dưới này các bạn xóa đi. Các bạn kích chuột thành tag đầu tiên. Và các bạn ấn delete. Đó, delete. Các bạn xóa hết đi. Các bạn chỉ giữ duy nhất một cái thôi. Đây. Giữ duy nhất một cái thôi. Các bạn xóa đi. Đó, ấn delete trên bàn phím để xóa đi. Giữ duy nhất một cái thôi. Sau đó là các bạn nhập cái tag này vào. Đó, nhập cái tag trong dấu ngoặc kép này vào. Đây. Sau đó các bạn nhập trên cái tag ở trong dấu ngoặc kép này vào. Nhập trên cái tag ở trong dấu ngoặc kép vào. Sau đó là ấn nút X để đóng cửa sổ. Các bạn nhập trên dấu tag ở trong dấu ngoặc kép này. Nhập tag ở trong dấu ngoặc kép này. Sau đó ấn nút X để đóng cửa sổ. Sau đó ấn nút X để đóng cửa sổ. Dừng ở đây và next sang câu hỏi tiếp theo. Đó, nhập tag vào trong dấu ngoặc kép này. Vào đây này. Sau đó ấn nút X để đóng cửa sổ. Dừng ở đây và next sang câu hỏi tiếp theo.
Dừng đây và next sang câu hỏi tiếp theo. Được chưa nhỉ? Các bạn ghi xong chưa? Rồi, các bạn ghi xong chưa? Rồi, đấy, đóng cửa sổ lại nha. Cả câu của em. 134 cả câu à? Ui, cả câu thì thôi em ơi. Cả câu thì em khoanh lại. Em khoanh lại để đứng cuối giờ thôi. Đó. Bây giờ học tiếp chứ không có. Không kịp. Anh tưởng một bước thì anh nói lại được luôn. Em khoanh lại cuối giờ anh giải đáp. Đó. Rồi, sang câu tiếp theo này. Câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6. Sang câu hỏi số 6. Sau lớp thì số cứ bị thay đổi nhỉ? Các bạn nào bị ao ra ao vào hả? À, đó. Em khoanh lại nhá. Em khoanh lại đi xong cuối giờ anh giải đáp. Câu hỏi tiếp theo này. Ở câu hỏi số 6 này. Câu hỏi số 6 yêu cầu các bạn đó restart. Restart number. Restart number. Yêu cầu các bạn restart cái number list. Đó. Restart cái number list. Nằm ở bên dưới cái heading này. Restart cái number list. Nằm ở bên dưới cái heading này. Thành ất 1. Thành ất 1. Restart cái number list. Ở bên dưới cái heading này. Restart cái number list. Ở bên dưới cái heading này. Thành ất 1. Restart cái number list. Nằm ở bên dưới cái heading này. Thành ất 1. Thành ất 1. Thành ất 1. Được chưa nhỉ? Thì đi thi như sau này. Đi thi như sau. Đi thi thì bước 1 các bạn tìm cho anh cái hình đó. Heading. Đây bây em tìm cho anh cái heading này. Topic này. Đó bây em tìm cho anh heading này. Đây chính là cái heading này. Đó, chính là cái heading này. Yêu cầu các bạn đó là ở bên dưới. Ở bên dưới. Restart cái number list. Đó, danh sách đấy. Đó, bên dưới đây. Đó. Bước 1. Đó, bước 1 là các bạn sẽ chuột phải vào cái list. Nằm ở bên dưới cái heading này. Đây, chuột phải vào cái list. Ủa anh ơi, chỗ đó là sao không hiểu anh? Nó bảo em đó là thay đổi cái list này này để nó bắt đầu bằng số mấy đây? Số 1. Số 1, đó vậy thôi. Dạ. Ừ. Là hai đã cái số 4 nó thành số 1 hả anh? Đúng rồi. Cái list mà, cái danh sách mà, đây này. À. Đó. Các bạn chuột phải vào đây. Chuột phải vào cái số nằm ở ngay bên dưới cái heading này. Sau đó chọn cho anh đó restart. Chuột phải trên cái list, cái số nằm ở ngay bên dưới cái heading này. Sau đó chuột phải ở đây chọn cho anh đó restart. Chọn cho anh đó restart. Lớp mình có bạn nào là nhà các bạn ở Côn Đảo không? Nhà ở Côn Đảo hay là nhà ở tận Phú Quốc không? Không có hả? À? Không có bạn nào ở Côn Đảo, không bạn nào ở Phú Quốc hả? À? Được chưa nhỉ? Đó, các bạn cho họ trên đó restart đất. Đó, thế là nó sẽ đổi ra thành một này. Thành một. Em hả? Em ở Phú Quốc hay ở Côn Đảo? Vì anh thấy rất là ít học viên ở à, ok. Hay nha. À, hay này, các bạn chú ý này. Em lại giống cái thanh niên ở ở cái gì nhỉ, Đại học Bình Dương rồi đấy. À đâu, ở làng đại học. Các bạn biết thanh niên ở làng đại học không? Vụ báo cướp ấy.
Lớp chắc là không học ọp được rồi em ạ. Nó học ọp càng ngày càng xa rồi. Thành phố Hồ Chí Minh này hình như là còn đang cho học sinh ấy. Học sinh nghỉ không đi học ọp lại đi em. Ca nhiễm nó nhiều lắm. Thế sinh viên có khả năng được không đi học lại không anh? Anh nghĩ là có nhiều trường bây giờ cũng đang quay đầu đấy. Ừ. Đó. Thôi, bọn em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Đó. Cái sức khỏe thì nó là trên hết đấy. Đúng rồi em. Vụ cướp. Đó. Nhưng mà anh không biết là cướp cái gì luôn. Đó. Chú ý chơi này, ở đây này. Đi thi nha, ở cái câu này đi thi có một câu biến đổi như sau này, bọn em để ý trên này. Đi thi có một câu biến đổi như sau này. Là cái câu đấy là nó yêu cầu bọn em là cũng vẫn là thay đổi nha, cũng vẫn là thay đổi. Nếu yêu cầu em đã thay đổi cái từ này này, cái từ này này. Thay đổi cái từ này. Đó, thành bắt đầu bằng với một cái với cái số đó số 1 1027 này. Đó. Đây này, để yêu cầu bọn em đã thay đổi cái này thành 1027. Đó. Bắt đầu bằng với 1027. Thế thì làm như thế nào? Các bạn ghi trên ý 2 nha, làm như thế nào nhá. Đây này, đã thay đổi thành 1027 này. Bọn em mở ngoặc vào cho anh thôi. Đó. Nếu mà muốn thay đổi thành 1027 này, bước 1 lại chuột phải vào đây. Bước 1 lại chuột phải vào đây. Sau đó chọn cho anh đó là phần ở đây các bạn sẽ chọn cho anh đó là Adjust List Indent. Ôi thôi, chưa được, không phải. Cái này không đúng. Adjust list in này không phải. Đây, đó. Cái phần đó là phần các bạn sẽ chuột phải đây chọn xanh đó cái phần setup set numbering value. Các bạn chọn trên đó set numbering value. Đó. Nếu mà yêu cầu đi thi có một câu yêu cầu thay thành 1027 nha. Đó. Bắt đầu bằng với từ 1027 đấy thì lại phải chọn nó set set numbering value. Được chưa nhỉ? Sau đó điền trên vào phần value này này, điền đây trên đó là 10 2 7. Và cuối cùng là ok. Và cuối cùng là ok. Điền vào đây trên đó 1027, sau đó là ok. Cùng là ok. Đó, được chưa nhỉ? Lớp ghi xong chưa? Ok. Rồi, đó. Thì là thay vì là mình hiển thị bằng số 1 đúng không? Thì nó lại bắt đầu bằng với số 1027. Đó. Còn cái phần đó là phần này này. Phần này cũng là đổi nhưng mà không đúng như theo cái yêu cầu. Không đúng theo yêu cầu. Phần này đổi cái phần là anh thử xem nào. À cái này cũng được. Đó, cái này cũng được. Đó anh cứ tưởng không được. Đó, cái này cũng được. Ừ. Thì cả hai cách này đều giống nhau. À không phải rồi. Thay đổi toàn bộ thành 1020 rồi. Thay đổi cả lít. Đấy một chút nha. Đó. Đây này, ở cái phần này này. Đó thì các bạn chú ý này. Như cái câu này ấy, đó thì nếu mà đi thi ấy, giống như nói mà bắt đầu yêu cầu các bạn đã bắt đầu bằng 1027 thì các bạn cứ chọn nha. Các bạn chọn đối tượng này sau đó chuột phải chọn trên đó là set numbering. Đó, bắt đầu. Đó, ở đây thì nó là bắt đầu. Được chưa nhỉ? Còn đâu là ở cái ý mà các bạn chuột phải đây này chọn trên đó là phần Adjust list indent này. Phần này này. Thì nó lại đổi toàn bộ cái list đó, toàn bộ cái list đó.
thành cái kiểu đấy, để xem thành kiểu đấy là thay đổi toàn bộ cái list này thành 1027 hết đó. Thì cái này không đúng nha, cái này không đúng đó. Rồi sang câu tiếp theo này, câu 7 đây yêu cầu các bạn nói link đó, link chèn một cái siêu liên kết chèn một cái siêu liên kết nằm ở đâu đó, nằm ở vị trí đó là phía cuối của trang 1. Chèn một cái hyperlink, chèn một siêu liên kết nằm ở vị trí phía cuối của trang 1. Cho cái file ảnh. Không, cũng không phải phía cuối đâu. Cái này cũng không có từ nào từ cuối cả. Thế chỉ bảo trang 1 thôi. Đây. Thế thì các bạn cứ dịch chung tranh này. Chèn một cái link, anh xin lỗi nha. Ghi lại giúp anh này. Chèn một cái link. Chèn một cái link. Cho cái file ảnh nằm ở trang 1. Đó, cho cái file ảnh nằm ở trang 1. Chèn một cái link. Cho cái file ảnh nằm ở trang 1. Yêu cầu các bạn đó tạo một cái email mới và thêm vào phần subject cái nội dung này. Yêu cầu các bạn chèn một cái hyperlink, chèn một cái siêu liên kết. Cho cái file ảnh. Nằm ở trang 1 và tạo một cái email mới để nó tạo đến đấy, nó tạo đến một cái email. Để nó tạo đến một cái email mới. Với cái nội dung, với cái tiêu đề là subject. Anh xin lỗi, với cái subject, tiêu đề đấy, là như thế này. Nội dung là cho dấu một kép ấy. Đó. Thì đi thi này, để link đến một cái happening, link đến một cái đường dẫn, một cái siêu liên kết ấy. Đó. Happening. Thì bước 1, các bạn chọn file ảnh. Đi thi này, bước 1 các bạn chọn file ảnh. Bước 2 kích chuột trên thẻ insert. Đi thi này, bước 1 chọn file ảnh. Bước 2 kích chuột thẻ insert. Ở trong thẻ insert này các bạn tìm trên nhóm đó, nhóm link. Trong thẻ insert này các bạn tìm trên nhóm link. Chọn hyperlink. Trong thẻ insert các bạn tìm trên nhóm link, chọn hyperlink. Trong thẻ insert này, tìm nhóm link, chọn hyperlink. Được chưa nhỉ? Đến đây lớp ghi xong chưa? Rồi, chọn hyperlink. Đó. Sau đó chọn trên đó là phần email. Chọn trên phần email. Chọn trên phần email address. Chọn trên phần email address. Chọn trên phần email address. Chọn trên cái phần email address. Sau đó nhập email vào đây tranh. Đã xong, nhập email vào đây tranh. Đó, sau đó các bạn nhập tranh vào đây. Sau đó các bạn nhập vào đây tranh. Đó, cái chữ mail to này thì lúc nào nó cũng tự động nó xuất hiện đấy nha. Nên mình không cần phải xóa đâu. Đó, chữ mail to này không cần phải xóa đâu nha. Tự động nó xuất hiện rồi nên mình không cần xóa. Các bạn nhập tranh vào phần address. Yeah. Yeah. Email address. Đó. Sau đó nhập vào phần mail này. Yeah. Nhập địa chỉ các bạn muốn gửi đến đấy. Đó. Thứ hai là phần subject. Phần subject. Các bạn nhập tranh vào phần subject. Các bạn nhập nội dung tranh vào phần subject. Nhập tranh nội dung vào phần subject. Sau đó là ấn OK, nhập trên nội dung ở phần subject, sau đó là ấn OK. Nhập trên nội dung ở phần subject, sau đó là ấn OK. Đó, dừng ở đây và next sang câu hỏi tiếp theo. Đó. Các bạn cần phải lưu ý tranh như sau này, anh nhắc lại ở phần này nha, phần mail này. Thứ nhất, đó là link đến một vị trí, ở bên trong văn bản đấy. Đó. Link đến một vị trí bên trong văn bản. Thì sẽ chọn trên đó play in this document. Đấy, ý này, play in this document. Còn link đến một web thì chọn trên đó extension, được chưa nhỉ? Sau đó nhập web vào cái phần address ở đây. Nhập web vào phần address. Đó, được chưa nhỉ? Đó. Khi thoảng thì nó yêu cầu các bạn đó là hiển thị. Đó, hiển thị. Đó, ở cái phần display hiển thị ở trang nào thì các bạn nhập vào trang đó.
Nếu mà nó yêu cầu hiển thị thì các bạn nhập vào đây, còn nếu mà không yêu cầu thì thôi. Đó. Cuối cùng đó là ấn OK. Đó. Thì câu hỏi đi thi nó là như vậy nha. Đó, hết sức chú ý tranh. Khi các bạn thao tác, các bạn thao tác đúng cho bước như vậy. Đó, nó có phần mail đấy. Đó. Trở vào bức ảnh nó lên tên đấy. Vậy là xong cái bài ngày xong cái bài của buổi ngày hôm trước đó. Project 1. Hôm trước còn dở đấy. Rồi bên sang bài tiếp theo, các bạn ghi trên được Project 2. Project 2 như sau. Project 2 này. Project 2. Ở Project 2 câu hỏi số 1 như sau. Project 2 câu hỏi số 1 như sau. Câu hỏi số 1 yêu cầu các bạn nó thay đổi. Thay đổi cái line spacing, thay đổi cái độ giãn dòng. Project 2 này. Yêu cầu các bạn nó thay đổi cái độ giãn dòng. Thay đổi cái line spacing, thay đổi cái độ giãn dòng. Cho toàn bộ văn bản thay đổi cái độ giãn dòng, cho toàn bộ văn bản thay đổi cái line spacing, thay đổi cái độ giãn dòng cho toàn bộ văn bản thành 1.25 thành 1.25. Thay đổi độ giãn dòng đó, thành 1.25. Đi thi như sau, đi thi như sau. Trường hợp các bạn đi thi để bước 1 kích chuột trên thẻ home. Đi thi đấy, bước 1 kích chuột trên thẻ home. Trường hợp đi thi để bước 1 kích chuột thẻ home. Bước 2 tìm trên để nhóm đó nhóm exit. Đây. Bước 1 kích chuột trên thẻ home. Bước 1 kích chuột trên thẻ home. Bước 2 tìm nhóm exit, chọn select. Bước 2 tìm trên nhóm exit, chọn select. Tìm nhóm exit, chọn select. Sau đó chọn trên đó là select all. Tìm nhóm exit, chọn select. Bước 2 tìm trên nhóm exit, chọn select. Sau đó chọn trên đó là select all. Sau đó chọn trên đó là select all. Sau đó chọn trên đó là select all. Sau khi các bạn chọn select all xong này, nó sẽ bước lên toàn bộ văn bản, được chưa nhỉ? Đó. Bước 3, kích chuột trên vào nút option của nhóm paragraph. Bước 3, kích chuột ở nút option của nhóm paragraph. Bước 3, kích chuột ở nút option của nhóm paragraph. Option nha, nút mũi tên. Đó. Kích chuột trên nút option của nhóm paragraph. Bước 3, kích chuột trên nút option nhóm paragraph. Ở nút option này thì các bạn sẽ tìm trên đến mục đó, mục line spacing. Đây, line spacing. Đây mục này. Đó, các bạn điền vào đây tranh đó là 1.5. 1.25, anh xin lỗi, 1.25. 1.25. Các bạn điền tranh đó 1.25. Ví dụ như máy bạn nào không có in ấy, thì các bạn nhập thêm cái dấu giống ngoặc kép vào. Đó, giống ngoặc kép vào đuôi. Biểu tượng của in ấy, giống ngoặc kép. Thì nó, máy nó sẽ tự hiểu nhé. Máy nó sẽ tự hiểu. Các bạn nhập trên đó là 1.25. Sau đó là OK. Đó, sau đó là OK. Đó, sau đó là OK. Đó vậy thôi. Dừng ở đây với next sang của theo. Ở câu này chỉ yêu cầu mình là gì? Thay đổi cái gì? Thay đổi cái độ giãn dòng. Thay đổi cái độ giãn dòng. Cho toàn bộ văn bản. Cho toàn bộ văn bản. Đó. Câu hỏi tiếp theo này. Câu hỏi số 2. Xong câu 1 nha, câu 2. Câu 2 yêu cầu các bạn insert một cái bookmark, đã chèm một cái bookmark, chèm một cái dấu đấy, đã chèm một cái dấu trang đấy. Cho cái gì? À, cho cái đoạn văn, đó, cho cái đoạn văn. Anh xin lỗi. Từ đây đọc lại nha, để anh xem nào. Chèm một cái bookmark. Bắt đầu của
first paragraph của cái đoạn văn đầu tiên nằm ở bên dưới cái heading này. Ở đây yêu cầu các bạn đó là chèn một cái bookmark đó, chèn một cái bookmark, chèn một cái bookmark vào đầu của đoạn văn đó, vào đầu của đoạn văn, vào đầu của đoạn văn, chèn một cái bookmark vào đầu của đoạn văn, vào đầu của đoạn văn nằm ở bên dưới cái heading này, nằm ở below, nằm ở bên dưới cái heading này, nằm ở bên dưới cái heading này, nằm ở bên dưới cái heading này. Và yêu cầu của bạn đó là nhập tên, đã nhập tên thành này. Yêu cầu của bạn đó nhập tên thành cái kiểu này. Yêu cầu của bạn đó nhập tên thành cái kiểu này. Yêu cầu các bạn đó nhập tên thành cái kiểu này. Thành cái kiểu này. Đó. Thế thì đi thi như sau này. Nó bảo là ở đây nữa là làm việc với cái heading nằm ở bên dưới. Đây cái heading này. Đây cái heading này. Đó. Thế thì các bạn tìm trên cái heading trước. Đó, các bạn tìm trên cái heading trước. Đây cái heading đây. Đó. Bước 1 các bạn tìm được cái heading này. Bước 1 các bạn tìm được cái heading này. Thì trong cái câu hỏi này, nó yêu cầu các bạn đó là chèn cho cái heading này đúng không? Không phải. Không phải chèn cho heading. Mà là chèn cho cái gì? Chèn cho đầu của đoạn văn. Đó. Đầu của đoạn văn. Đó. First nha. First paragraph đầu đoạn văn. Đó. Bước 1 các bạn tìm đến cái heading mà đều yêu cầu này. Bước 2 đặt chuột vào đầu đoạn văn. Bước 1 tìm đến cái heading mà đều yêu cầu. Bước 2 đặt chuột vào đầu của đoạn văn. Bước 1 tìm đến cái heading mà đều yêu cầu này. Bước 1 tìm đến cái heading mà đều yêu cầu này. Bước 2 đặt chuột vào đầu của đoạn văn. Bước 2 các bạn đặt chuột trên vào đầu của đoạn văn. Đầu nha, đầu đoạn văn đấy. Bước 2 đặt chuột trên đầu đoạn văn. Sau đó kích chuột trên vào thẻ đó, thẻ design. À, xin lỗi thẻ insert. Sau đó kích chuột trên thẻ insert. Đặt chuột trên vào đầu của đoạn văn. Sau đó kích chuột là thẻ insert, chèn, kích chuột thẻ insert. Ở trong thẻ insert các bạn tìm trên cái nhóm là nhóm link. Trong thẻ insert các bạn tìm trên cái nhóm là nhóm link. Trong thẻ insert các bạn tìm trên cái nhóm link. Trong thẻ insert các bạn tìm trên cái nhóm link. Chọn bookmark. Trong thẻ insert các bạn tìm trên đây nhóm link, chọn bookmark. Trong thẻ insert các bạn tìm trên đây nhóm link, chọn bookmark. Trong thẻ insert tìm trên nhóm link, chọn bookmark. Sau khi các bạn chọn bookmark xong này, sau khi các bạn chọn bookmark xong này, bước tiếp theo các bạn nhập tranh tên vào đây. Đó, các bạn nhập tên vào đây. Các bạn nhập tên vào đây cho anh. Chọn bookmark này, sau đó các bạn nhập tên vào cho anh. Chọn bookmark, sau đó nhập tên. Sau khi các bạn nhập tên, các bạn tiếp tục ấn S. Nhập tên xong các bạn tiếp tục ấn S. Nhập tên xong các bạn ấn S. Nhập tên xong các bạn ấn S. Rồi. Sau khi ấn này, đó, dừng ở đây và next sang câu tiếp theo. Đó, dừng ở đây, next sang câu tiếp theo. Chỉ trong câu này là yêu cầu đó là nhập vào, đã chèn bookmark vào đầu của đoạn văn nha. Đầu của đoạn văn. Đầu đoạn văn thì mình phải đặt chuột ngay phía đầu này. Không cần bôi đen từ đấy đâu. Đừng bôi đen. Bôi đen là sai đấy. Đó, bôi đen là sai. Đấy. Sang câu tiếp theo, câu 3. Câu 3 yêu cầu các bạn đó thay đổi cái alignment. Đó, thay đổi cái alignment. Thay đổi cái alignment, thay đổi cái khoảng cách. Thay đổi cái alignment, thay đổi khoảng cách cho toàn bộ văn bản. Cho toàn bộ văn bản. Thay đổi cái alignment, thay đổi khoảng cách cho toàn bộ văn bản. Khoảng cách cho toàn bộ văn bản. Thành justify. Cân giữa. Cân đều. Cân đều. Thì
thì đây đầu tiên là các bạn sẽ bôi đen trên toàn bộ văn bản. Đây, bước một các bạn bôi đen toàn bộ văn bản này. Để bôi đen toàn bộ văn bản, yêu cầu các bạn thay đổi cái alignment, căn chỉnh được chưa nhỉ? Vị trí. Thay đổi cái alignment đó cho toàn bộ văn bản thành justify. Thay đổi cái alignment cho toàn bộ văn bản thành justify. Căn đều á. Bước 1 là các bạn kích chuột thẻ home. Đi thi đấy. Bước 1 kích chuột là thẻ home. Đi thi này, bước 1 kích chuột thẻ home. Bước 1 kích chuột thẻ home. Đi thi bước 1 kích chuột thẻ home. Bước 2 tìm về nhóm exit. Bước 1 kích chuột thẻ home. Bước 2 tìm về nhóm exit. Sau đó kích chuột là select. Bước 2 tìm nhóm exit. Sau đó kích chuột là select. Bước 2 tìm nhóm exit. Sau đó kích chuột select. Chọn select all. Chọn select all. Rồi chọn trên đó select all. Sau khi chọn select all xong này, các bạn kích chuột trên nút option của nhóm paragraph. Kích chuột trên nút option của nhóm paragraph. Nút option, nút mũi tên đấy nha. Đây, nút mũi tên nha. Đó. Nút option của nhóm paragraph. Kích chuột trên nút option của nhóm paragraph này. Ở mục alignment chọn trên đó là justify. Ở mục alignment chọn trên đó là justify. Ở mục alignment này chọn trên đó là justify. Cuối cùng là OK. Mục alignment chọn justify. Cuối cùng là OK. Alignment chọn justify. Cuối cùng là OK. Đúng rồi em. Đó nút option ở bên trên nhóm paragraph. Chọn ngay ở bên trên này cũng được thôi. Nhưng mà vấn đề là anh hướng dẫn trong này thì các bạn nhìn thấy chữ alignment và các bạn chọn justify luôn, được chưa nhỉ? OK. Khi các bạn chọn xong, các bạn sẽ thấy là nó sẽ căn gì đấy, căn đều, justify, căn đều hai bên này. Và em thấy hai bên lề này nhá. Đây ví dụ như anh chưa căn này. Đó là nó vẫn còn đó là chỗ dài chữ căn, căn đều. Đó đều hết nha. Đó. Vậy là xong câu 3. Đó, xong câu 3. Câu 4. Ở câu 4 yêu cầu các bạn chèn một cái watermark. Chèn cái ẩn. Chèn ký tự ẩn. Chèn có thể là chèn ảnh. Có thể là chèn text. Chèn ký tự ẩn. Ở đây yêu cầu các bạn tạo một cái watermark với cái nội dung. Với cái nội dung là như thế này. Tạo một cái watermark với cái nội dung là như thế này. Tạo một cái watermark với nội dung là như thế này. Yêu cầu các bạn đó là gì? Ý thứ hai yêu cầu các bạn đó thay đổi cái phông chữ. Thay đổi cái phông. Phông chữ. Và màu chữ. Thay đổi cái phông chữ và màu chữ. Chèn một cái watermark là như thế này rồi nha. Thứ hai này yêu cầu các bạn đó thay đổi một cái phông chữ, thay đổi cái phông chữ này và màu chữ, và màu chữ, thay đổi cái phông chữ và màu chữ, thay đổi cái phông chữ và màu chữ. Ý cuối cùng thì nó nói đấy là chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác, chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác, chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác. Đi thi này. Chèn watermark thì các bạn cũng biết rồi. Đi thi là bước 1 các bạn kích chuột trên mặt thẻ. Thẻ design, thẻ ngữ cảnh. Anh xin lỗi. Câu này không phải thẻ ngữ cảnh nha. Câu này thẻ chính. Bước 1 kích chuột thẻ design. Đi thi này. Bước 1 kích chuột thẻ design. Bước 2 tìm về nhóm pay background. Bước 1 nha. Kích chuột thẻ design này. Bước 2 tìm nhóm pay background.
Bước 2 tìm về nhóm Pay Background. Bước 2 tìm về nhóm Pay Background. Sau đó kích chuột trên vào watermark. Bước 2 tìm về nhóm Pay Background. Sau đó kích chuột trên vào watermark. Kích chuột trên vào watermark. Kích chuột trên watermark. Chọn custom watermark. Kích chuột trên vào watermark. Sau đó chọn custom watermark. Kích chuột trên watermark này. Sau đó chọn trên đó custom watermark. Sau đó chọn trên đó custom watermark. Sau khi các bạn chọn custom watermark xong này. Sau khi các bạn chọn custom watermark xong này, các bạn tiếp tục chọn trên đó phần tag watermark. Chết rồi. Anh xin phép anh ngậm cái kẹo nha. Đó. À, họng của anh mới nay hơi đau. Anh cũng chưa đi test. Chọn trên đó tag watermark. Chọn trên đó tag watermark. Sau khi các bạn chọn tag watermark này, các bạn tiếp tục nhập trên ở phần tag này, nhập trên cái nội dung này. Anh sợ anh test xong thì người ta bắt anh ở phòng. À anh xin lỗi, bắt anh đi cách ly. Được chưa nhỉ? Đó, các bạn nhập tách vào đây. Đây là xong ý 1. Ý 2. Ý 2 thì ở cái phần phông này các bạn đổi cho anh. Đó, các bạn đổi cho anh phông chữ. Anh cũng không biết là do thời tiết hay là do bị nhiễm bệnh thì anh chưa rõ. Mà bây giờ F0 với F1 là lẫn lộn rồi. F0 và F1 lẫn lộn rồi, các bạn cũng chẳng biết ai là F0 ai là F1 đâu. Thôi thì mình thấy ốm thì mình cứ ở phòng thôi chứ mình không có đi ra ngoài nữa. Đó, các bạn chọn trên phông chữ này. Sau đó các bạn chọn trên đó là màu chữ. Màu chữ. Màu chữ đó dark blue. À, dark blue. Dark blue. À đây, màu bên dưới, màu cơ bản. Dark blue. Đây, đó, chọn trên màu cơ bản. Kích chuột ở phần đó, phần color nha. Chọn trên màu đó dark blue. Anh cũng được tiêm 2 mũi rồi nên là cũng không chắc là cũng không có gì là lo lắng. Trước đây cũng F0 một lần rồi. Được chưa nhỉ? Các bạn chọn trên đó dark blue. Chọn trên dark blue. Sau đó là ấn OK. Đó, sau đó là ấn OK. Sau đó là ấn OK. Sau đó là OK. Được chưa nhỉ? Các bạn ghi xong chưa? Câu hỏi yêu cầu cầu ở đây đó là cuối cùng là OK nha. Câu hỏi yêu cầu này, tạo một cái custom watermark, tạo một cái watermark, tạo một cái chữ cái ẩn đó. Anh xin lỗi, tạo một cái chữ ẩn đấy. Ấn apply, ấn apply cũng được mà ấn OK cũng được em nhỉ. Ấn apply thì xong thì mình vẫn phải ấn OK thôi. Tạo một cái chữ cái, tạo một cái tạo một watermark là tạo một cái chữ cái ẩn đó, hoặc là một cái hình vẽ đó, cũng bất là nó cả tạo cái hình nền đó, nền đó. Đây này, ẩn bên dưới văn bản này. Với cái tag à, với tag có nội dung là như thế này, với cái tag có nội dung là như thế này đó. Sau đó yêu cầu đó là thay đổi phông chữ và thay đổi màu chữ à, thay đổi phông chữ và màu chữ.
Y2 này thì mình không cần dịch đâu. Y2 chấp nhận tất cả thì mình không cần dịch nữa. Rồi, sang câu tiếp theo này. Câu 5 này. Câu 5. Ừ, câu 5 dài quá. Đó. Câu 5 chú ý trên này. Câu 5 này rất là dài nhá. Câu 5 rất là dài. Đó. Đội em nếu mà các bạn học xong một môn, hai môn. Đó. Thế khuyên là học xong thì bọn em nên thi luôn nhá. Bọn em nên thi luôn, có bọn em lại quên bài. Quên bài mấy nữa bọn em lại phải đi học lại. Những bạn mà học trước Tết thì là bây giờ sẽ phải thi lại hết, à sẽ phải đi học lại hết. Tháng 3 vẫn còn lịch em nhá. Để anh xin thêm vẫn còn lịch ạ. Rồi, anh hướng dẫn này. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 em, cuối tháng 3 đầu tháng 4. Môn này mình học sang tuần xong thì là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Bọn em học xong bọn em thi luôn. Câu 5 này, anh dịch câu 5 nha. Split là gì đây? Split là gì? Tách đúng không? Chia đúng không? Đó. Tách chia cũng được. Và em ghi vào cho anh. Đó. Tách chia. Split, tách chia. Tách chia cái paragraph, đó cái đoạn văn. Đó. Tách chia cái paragraph, cái đoạn văn. Split này, tách này, chia này, cái paragraph này, cái đoạn văn nằm ở giữa cái đoạn văn nằm ở giữa. Giữa cái heading này. Giữa cái heading này với cái heading này. Giữa cái heading này với cái heading này. Đó, tách này, split, tách chia cái đoạn văn nằm ở giữa cái heading này với cái heading này. Đó, với heading này. Thành hai cột, thành hai cột. Đây, chia. Đó. Giữa cái heading này và cái heading này thành hai cột. Thành hai cột. Đấy là ý thứ nhất này. Ý thứ hai, yêu cầu của bạn đó là chắc chắn. Chắc chắn. Chắc chắn cái cột 2. Chắc chắn cột 2. Sẽ bắt đầu, nó sẽ bắt đầu. Sẽ bắt đầu. Sẽ bắt đầu. Với cái text này. Với cái text này. Chắc chắn cột 2 sẽ bắt đầu với cái text này. Đó. Anh đọc lại câu hỏi này, đi thi này. Yêu cầu của bạn đó là tách. Đó. Tách. Tách cái đoạn văn nằm ở giữa cái heading này và cái heading này. Thành hai cột. Thành hai cột. Và đảm bảo cho cái gì? Đảm bảo cho cái đoạn văn số 2, đảm bảo cho cái cột 2 đấy, bắt đầu với cái text này. Bắt đầu với cái text này. Bắt đầu với cái text này. Đi thi như sau, đi thi như sau. Bước 1 các bạn tìm trên đến cái heading mà để yêu cầu. Tìm trên đến cái heading mà để yêu cầu. Đây. Bước 1 tìm trên đến cái heading mà để yêu cầu. Heading này. Và cái heading này. Và cái heading này. Đó, và cái heading này. Đó. Thế thì nhiệm vụ của bạn đi thi này. Bước 1 là các bạn bôi đen trên cái nội dung nằm ở giữa hai cái heading mà để yêu cầu. Bước 1 bôi đen trên cái nội dung. Bước 1 bôi đen trên cái nội dung nằm ở giữa hai cái heading mà để yêu cầu. Bước 1 bôi đen nội dung nằm ở giữa hai cái heading mà để yêu cầu. Bước 1 bôi đen nội dung này. Nằm ở giữa hai cái heading mà đều yêu cầu. Nằm ở giữa hai cái heading mà đều yêu cầu. Bước 2. Bước 2, kích chuột trên mặt thẻ. Đó là thẻ layout. Bước 2, kích chuột trên mặt thẻ layout. Lớp cố gắng học nhanh nha. Đến cỡ khoảng tầm độ 9:20 anh sẽ cho lớp nghỉ. Kích chuột trên thẻ layout. Kích chuột trên thẻ layout. Sau đó kích chuột phần ở phần column. Sau đó kích chuột phần column. Kích chuột thẻ layout. Sau đó kích chuột phần column. Sau đó chọn trên đó là hai cột.
Sau đó chọn trên đó hai cột. Feature column chọn trên đó hai cột. 9 giờ 10 được không? Đấy, 9 giờ 10. Hay 9 giờ? Hay 9 giờ 20? Dạ 9 giờ. Em chọn ý 2 đúng không? Ok. Đó. Chọn chain này 2 cột. Chọn chain 2 cột. Sau khi chọn 2 cột xong này, ý thứ hai đây nó lại yêu cầu các bạn đó là hãy đảm bảo, hãy chắc chắn. Hãy chắc chắn này, hãy chắc chắn là ở cái đoạn 2 á, cái đoạn 2 á là sẽ bắt đầu, nó sẽ bắt đầu với cái tag này đúng không? Thì các bạn sẽ đặt chuột chain ở vị trí đó là trước cái tag đó. Đây. Đặt chuột chain vị trí trước cái tag đó. Rồi, đó, cố gắng đi nha. Đó, cố gắng để đến 9 giờ cho nghỉ. Đặt chuột trên vị trí trước cái tag đó. Đây, đặt chuột trên vị trí trước cái tag mà đều cầu. Đặt chuột trên vị trí trước cái tag mà đều cầu. Sau đó là kích chuột rồi break. Đặt chuột trên vị trí trước cái tag mà đều cầu này. Sau đó kích chuột rồi break. Sau đó kích chuột trên break. Chọn trên đây đó là kiểu gì đây? Column. Chọn trên đây là column. Đó, nó có cái biểu tượng đấy. Đó. Các bạn chọn trên đó column. Đó. Kích chuột trên break. Chọn trên đó là column. Được chưa nhỉ? Các bạn ghi xong chưa? Chọn trên đó column. Rồi. Đó. Chọn trên đó column. Có bạn nào ghi không kịp không? Dạ, anh ơi, nói lại giùm em là cái chỗ mà hãy chắc chắn hai đoạn cái gì ạ? Đây này, chắc chắn. Không, em tới bước 2 rồi ạ. Cái đó. Từ bước 2 đến cuối à? Dạ, em tới chọn 2 cột xong rồi em ghi anh là kêu là hãy chắc chắn 2 đoạn gì. Xong rồi em không thấy nữa. Thấy chắc chắn là từ cái đoạn 2 á, cái cột 2 á, cột 2 bắt đầu với cái từ này. Hãy chắc chắn là ở cái cột 2 sẽ bắt đầu với cái từ này. Đó. Thì em đặt chuột vào vị trí đó là trước cái heading. Anh xin lỗi, trước cái tag mà đều yêu cầu. Đây, trước cái tag mà đều yêu cầu. Sau đó kích chuột vào break. Kích chuột break. Đặt chuột vào vị trí trước cái tag nha. Tag nào trên dấu một kép này. Sau đó kích chuột yeah. Break. Chọn column. Chọn column. Dạ yeah, rồi. Đó vậy thôi. Em thấy là cái bắt đầu từ cái từ này nó sẽ chuyển sang đoạn 2. Dạ dạ vâng. Cảm ơn. Nếu mà nó yêu cầu đó là vẽ chèn giữa các cột nhé. Dòng kẻ giữa các cột. Thì mình chọn trong này. Đó là line between. Đó, dòng kẻ giữa. Nhưng câu này không có. Câu này không nhắc đến. Rồi. Câu 6. Câu 6. Câu 6 yêu cầu các bạn đó chèn vào vị trí phía cuối của văn bản. Chèn vào vị trí phía cuối của văn bản. Chèn vị trí phía cuối của văn bản. Hãy chèn một cái content, chèn một cái nội dung vào vị trí phía cuối của văn bản. Hãy chèn một cái content, chèn một cái nội dung. Một cái tag ấy, đó một cái văn bản ấy, một cái tag ấy. Đó, có đuôi là chấm đốc mà. Đó. Chấm đốc thì nó phải là một cái văn bản rồi. Bước 1 này các bạn đặt chuột trên vị trí phía cuối văn bản. Đâu là phía cuối của văn bản? Thì cứ sau cái từ cuối cùng ấy, của văn bản thì đấy chính là phía cuối. Được chưa nhỉ? Bước 1 đặt chuột trên vị trí phía cuối của văn bản. Bước 2 kích chuột thể insert. Bước 1 đặt chuột ở vị trí phía cuối văn bản. Bước 2 kích chuột thể insert. Câu 6 yêu cầu đó là chèn. Chèn cái gì? Chèn cái gì? Chèn cái gì? Chèn vào vị trí. Chèn vào vị trí. Đặt chuột trên vào vị trí. Chèn căn bản. Phía cuối. Đó, phía cuối. Sau đó kích chuột thể insert. Sau đó kích chuột thể insert tìm đến nhóm tag. Kích chuột thể insert tìm trên đến nhóm tag. Kích chuột trên thể insert. Sau đó tìm đến nhóm tag. Kích chuột thể insert tìm đến nhóm tag. Tìm đến nhóm tag. Ở đây kích chuột trên nút tam giác nhỏ bên cạnh chữ object. Thì mình nhấn tag này. Sau đó kích chuột trên nút tam giác nhỏ bên cạnh chữ object.
tìm đến nhóm text này. Sau đó kích chuột trên nút tam giác nhỏ bên cạnh chữ object. Nút tam giác nhỏ bên cạnh chữ object. Chọn trên đó text form. Chọn trên đó text form. Nút tam giác nhỏ bên cạnh chữ object, chọn trên đó text form. Sau khi các bạn chọn text form xong này, đó thì tiếp tục là tìm đến thư mục mà đề bài yêu cầu. Tìm đến thư mục mà đề bài yêu cầu. Sau đó là kích đúp vào file contact. Đây. Sau đó kích đúp vào file contact. Kích đúp vào nha. Kích đúp vào file contact. Kích đúp vào file có tên giống như đề bài yêu cầu cũng được. Kỳ vậy cũng được. Kích đúp vào trên. Hoặc là chọn file, sau đó ấn insert cũng được, cả hai cách đều được. Thì cái file này nằm ở đâu? Thì cái file này các bạn chú ý cho anh đó, đi thi. Trường hợp đi thi thì nó sẽ tự động đi đến sẵn cái thư mục đấy rồi, mình không cần phải tìm đâu. Còn đâu ở nhà bọn em ấy thì bọn em tải dữ liệu ở đâu về thì bọn em vào đó bọn em tìm. Rồi, xong cái project đó là project số 2. Các bạn sang project tiếp theo, project số 3. Project số 3. Ở project số 3 như sau này. Câu hỏi số 1. Project số 3 này, câu hỏi số 1. Project số 3 câu hỏi số 1 yêu cầu các bạn đó là tại trang 1, tại trang 1. Bên dưới cái bảng này, bên dưới cái table of content. Anh xin lỗi, không phải bảng. Table of content đây là cái text. Text, anh xin lỗi anh ấy. Dịch là cái bảng, không phải. Table of content là cái text nha. Tại trang 1 bên dưới cái heading này, tại trang 1 bên dưới cái heading này. Bên dưới heading này. Hãy chèn một cái table of content. Đó. Ở phía cuối của trang 1 này. Anh xin lỗi, ở trang 1 này. Bên dưới cái heading này, bên dưới cái heading này. Hãy chèn một cái table of content. Hãy chèn một cái mục lục đấy. Table of content chính là cái mục lục đấy, một cái bảng mục lục. Hãy chèn một cái bảng mục lục. Kiểu đó. Với cái kiểu type, với cái kiểu này. Kiểu automatic table 1 đó, với kiểu này. Với cái kiểu này. Hãy chèn một cái table content, chèn một cái mục lục, bảng mục lục. Kiểu này đó, kiểu này. Lớp ghi được chưa? Kiểu này. Rồi. Đi thi này. Bước 1 bọn em kích chuột trên vị trí bên dưới cái heading mà đều yêu cầu. Đây. Đi thi. Bước 1 kích chuột trên vị trí bên dưới cái heading mà đều yêu cầu. Đi thi này, bước 1 kích chuột trên vị trí bên dưới cái heading mà đều yêu cầu. Bước 2. Bước 2 kích chuột trên thẻ đã thẻ reference. Bước 1 kích chuột trên vị trí bên dưới cái heading mà đều yêu cầu. Bước 2 kích chuột trên thẻ đã thẻ reference. Bước 2 kích chuột trên thẻ là thẻ reference. Sau khi kích chuột thẻ reference xong này, bước 3 các bạn tìm trên nhóm là nhóm table content. Không có các bạn ghi tắt như này được. Các bạn ghi tắt đó là bước 3 này. Các bạn kích chuột vào table of content. Bước 3 kích chuột trên vào table of content. Bước 3 này, kích chuột trên vào table of content. Bước 3, kích chuột table of content này. Sau đó chọn trên cái kiểu ở đây đó là kiểu automatic table 1. Bước 3, kích chuột trên table of content này. Sau đó chọn trên kiểu đó automatic table 1. Sau đó chọn trên kiểu automatic table 1. Lớp ghi được chưa nhỉ? Chọn trên automatic table 1. Sau khi chọn automatic table 1 xong này. Đó. Dừng ở đây và next sang khỏi tiếp theo. Đây chính là cái bảng mục lục mà các bạn thường hay thấy ở trong quyển sách đấy, phần mục lục đây chính là phần này. Đó, đó bảo là cái text này này sẽ nằm ở trang 2, text này nằm ở trang 2, text này nằm ở trang 4. Đó. Đây là xong cái câu hỏi đó, câu hỏi số 1. Đó, chèn một cái mục lục nằm ở bên dưới cái heading.
Mày đi bài không cầu. Câu hỏi số 5. Anh xin lỗi, câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 yêu cầu các bạn đó chỉnh sửa. Chỉnh sửa. Edit, chỉnh sửa. Câu hỏi số 2, chỉnh sửa. Câu hỏi số 2, chỉnh sửa. Chỉnh sửa cái gì? Chỉnh sửa cái năm. Đó. Chỉnh sửa cái năm. Trích dẫn nguồn. Đó. Trích dẫn nguồn. Chỉnh sửa cái năm. Trích dẫn nguồn. Ở bên trong văn bản. Ở bên trong văn bản. Chỉnh sửa cái năm. Trích dẫn nguồn. Ở bên trong văn bản. Chỉnh sửa cái năm. Trích dẫn nguồn ở bên trong văn bản. Từ 2002. Anh xin lỗi. Từ 2020 thành 2016. Chỉnh sửa cái năm trích dẫn nguồn đó. Từ 2020 thành 2016. Chỉnh sửa cái năm trích dẫn nguồn. Từ 2020 đến 2016, thành 2016. Để chỉnh sửa năm trích dẫn nguồn này. Thì bước 1 các bạn lại kích chuột trên thẻ đó. Thẻ reference. Đi thi đấy. Đã, đi thi nha. Bước 1 kích chuột trên thẻ reference. Đi thi. Bước 1 kích chuột trên thẻ reference. Có bạn nào ghi không kịp không? Bạn nào ghi không kịp mở mic lên cho anh. Ghi không kịp. Nhanh quá ghi không kịp nào. Bước 1. À, kích chuột trên thẻ reference. Đặt chuột ở đâu cũng được nha. Đặt chuột ở đâu cũng được. Bước 2. Kích chuột trên phần đó phần menu. Bước 2. Kích chuột trên phần menu score. Citizen biography. Được chưa nhỉ? Đó, kích chuột trên phần menu score. Sau khi các bạn kích chuột phần menu xong này, sau khi các bạn kích chuột phần menu xong này, các bạn tiếp tục chọn trên cái phần ở phần 2020. Hai. Ở bên mục current list, ở bên nhóm current list. Chọn trên đó là 2020. Ở bên nhóm current list, chọn trên đó là 2020. Ở bên nhóm current list, chọn trên đó là 2020. Sau đó là ấn exit. Ở bên nhóm current list, chọn trên đó là 2020. Sau đó là ấn exit. Ấn exit. Sau khi các bạn ấn exit xong này, sau khi các bạn ở đây edit xong này, các bạn chỉnh sửa trên phần 5, đó là 2019. 2016, anh xin lỗi nhé, 2016. Đề bài cho 2016 chỉnh sửa thành 2016. Điền vào cái phần 5 này cho anh đó là 2016. Và cuối cùng là ấn OK. Đó, và cuối cùng là ấn OK. Và cuối cùng là ấn OK. Cuối cùng là ấn OK. Sau đó là ấn Close. Sau đó là ấn Close. Cuối cùng là ấn OK. Sau đó là ấn Close. Sau đó là ấn Close. Đó. Vậy là xong cái câu hỏi đó. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Chỉnh sửa ngày tháng. Chỉnh sửa năm. Trích dẫn nguồn. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 yêu cầu các bạn đó sử dụng cái tính năng GoTo. Sử dụng cái tính năng GoTo. Sử dụng cái tính năng GoTo. Để di chuyển. Đó. Để di chuyển. Đến cái heading số 3. Sử dụng tính năng GoTo để di chuyển đến cái heading số 3. Để di chuyển đến cái heading số 3. Sử dụng tính năng GoTo để di chuyển đến cái heading số 3. Để di chuyển đến cái heading số 3. Đề bài yêu cầu các bạn đó là clear all. Đó, xóa đi tất cả các cái định dạng. Xóa đi tất cả quy định dạng. Đề bài yêu cầu đó xóa đi tất cả các cái định dạng. Của cái đoạn văn đầu tiên. Của đoạn văn đầu tiên. Bên dưới nó. Xóa đi tất cả các cái định dạng. Của đoạn văn đầu tiên. Bên dưới nó. Của đoạn văn đầu tiên. Bên dưới nó. Anh đọc lại câu hỏi này. Sử dụng tính năng GoTo. Tính năng di chuyển đấy. Để di chuyển đến cái heading số 3. Để di chuyển đến cái heading số 3. Sau đó là xóa đi toàn bộ cái định dạng. Xóa đi toàn bộ cái định dạng của cái đoạn văn đầu tiên
của cái đoạn văn đầu tiên nằm ở bên dưới cái heading đó, nằm ở bên dưới cái heading đó. Thì để sử dụng cái tính năng này, bước 1 các bạn click vào trên thẻ home. Bước 1 click vào trên thẻ home. Đi thi đấy, đi thi nha. Đó bước 1. Đó bọn em ghi bài cho anh. Đi thi này, bước 1 này click vào trên thẻ home. Đi thi này bước 1 click vào trên thẻ home. Sau đó tìm trên đây nhóm là nhóm exit. Đi thi, bước 1 click vào trên thẻ home. Đi thi bước 1 click vào trên thẻ home. Sau đó tìm nhóm exit. Nhóm exit. Sau đó click chuột trên phần đó là phần file. Click chuột trên file, nút option nha, nút mũi tên này. Click chuột trên nút option của file. Click chuột trên nút option của file. Chọn go to. Click chuột trên nút option của file, chọn go to. Click chuột nút option của file, chọn go to. Sau khi các bạn chọn go to xong này, tiếp tục là các bạn nhập tranh đó là số 5. Anh xin lỗi. Các bạn tiếp tục đó là ở mục go to work, mục go to work. Các bạn chọn tranh đó là heading. Ở mục go to work các bạn chọn tranh đó là heading. Ở mục go to work các bạn chọn tranh đó là heading. Ở mục go to work chọn tranh đó là heading. Và nhập cho anh số 5. Số 5 hay số 3 ta? Số 3. Rồi, nhập cho anh số 3. Đã, nhập cho anh số 3. Nhập cho anh số 3, sau đó là ấn go to. Nhập cho anh số 3, sau đó là ấn go to. Nhập cho anh số 3, sau đó là ấn go to. Sau đó các bạn đóng cửa sổ lại, sau đó đóng cửa sổ lại, đóng cửa sổ lại. Sau khi đóng cửa sổ xong này, đây chính là cái heading 3 này. Đó. Nhiệm vụ các bạn ở đây này, tiếp tục này. Các bạn bôi đen cái đoạn văn, đó, bôi đen cái đoạn văn đầu tiên, nằm ở bên dưới cái heading. Bôi đen cái đoạn văn đầu tiên, nằm ở bên dưới cái heading. Bôi đen cái đoạn văn đầu tiên nằm ở bên dưới cái heading. Bôi đen cái đoạn văn đầu tiên nằm ở bên dưới cái heading. Sau đó kích chuột vào. Sau đó kích chuột trên vào thẻ home nhóm phông. Kích chuột trên thẻ home nhóm phông. Sau đó kích chuột trên vào thẻ home nhóm phông. Chọn Clone Format. Sau đó kích chuột trên thẻ home nhóm phông. Chọn trên đó Clone Format. Chọn trên đó Clone Format. Cần vẽ tranh biểu tượng vào nha. Đã chọn Clone Format. Đây, nốt câu này anh cho lớp nghỉ, nốt câu 4 nha. Nào, cố gắng lên nào, nốt câu 4 anh cho nghỉ rồi. Rồi các em điểm danh lên đây, chấm lên đây cho anh. Câu 4 này. Câu 4 yêu cầu các bạn remove, xóa. Remove, xóa. Xóa đi cái tính năng, xóa đi cái tính năng của bảng. Remove, xóa đi cái tính năng của bảng. Nằm ở bên dưới cái heading này. Nằm ở bên dưới cái heading này. Remove, xóa đi cái tính năng của bảng. Nằm ở bên dưới cái heading này. Nằm bên dưới cái heading này. Vị trí đó là phía cuối của trang. Vị trí đó là phía cuối của trang. Chị ý đừng duyệt mới vào nha em nhé. Được chưa nhỉ?
nằm ở vị trí phía cuối của trang. Cho cái heading này, nằm ở vị trí phía cuối của trang. Đúng không ạ? Các bạn nói là không có xóa đi cái nội dung. Đó, không có xóa đi cái nội dung. Không có xóa đi cái nội dung. Và chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác. Và chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác. Không có xóa đi cái nội dung. Và chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác. Quan điểm danh xong chưa anh khóa nhé? Anh khóa điểm danh. Khóa comment. Anh ơi, anh đọc cái tất cả các thiết lập khác. Remove này, xóa. Xóa đi cái gì? Xóa đi cái tính năng của bảng. Ghi được cho em. Nằm ở middle chain nè. Xóa đi cái tính năng của bảng. Bạn nữ đang hỏi bài đâu rồi? Dạ dạ em nghe anh. Ghi xong chưa? Dạ em ghi tới cái bên dưới của trang rồi. Nằm ở vị trí bên dưới của trang. Nằm ở vị trí bên dưới của trang. Không xóa đi, không xóa đi cái nội dung. Không xóa đi cái nội dung. Không xóa đi cái nội dung của bảng. Và chấp nhận tất cả các cái thiết lập khác. Chấp nhận tất cả các cái thiết lập mặc định khác. Và chấp nhận tất cả các cái thiết lập mặc định khác. Bước 1 đi thi, các bạn bôi đen trên cái bảng nằm ở bên dưới chữ nốt. Bước 1 đi thi, các bạn bôi đen trên cái bảng nằm ở vị trí bên dưới chữ nốt. Bước 1 đi thi này, bôi đen trên cái bảng nằm ở vị trí bên dưới chữ nốt. Bước 2, kích chuột ở thẻ layout, thẻ ngữ cảnh. Bước 2, kích chuột thẻ layout, thẻ ngữ cảnh. Bước 1, bôi đen bảng nằm ở bên dưới chữ nốt. Bước 2, kích chuột thẻ layout, thẻ ngữ cảnh. Thẻ layout, thẻ ngữ cảnh. Bước 3, kích chuột vào data. Bước 3, kích chuột trên vào data. Bước 3, kích chuột trên vào data. Chọn trên đó là convert to range. Anh xin lỗi, convert to text. Bước 3, kích chuột trên vào data. Chọn trên đó là convert to text. Bước 3, kích chuột vào data. Chọn trên đó convert to text. Kích chuột data, chọn trên đó convert to text. Sau đó là ấn OK. Convert to text. Sau đó là ấn OK. Chọn trên đó convert to text. Sau đó là ấn OK. Rồi, bây giờ các bạn có thể nghỉ rồi. Ấn OK. Giờ các em nghỉ đi. Recording stopped. Thầy ơi, cho em hỏi cái thầy. Em nói đi. Cho em hỏi câu 5 của rồi chết 1 ấy ạ. Nãy mà em lắc nó out ra, em không nghe được câu đó rồi. À, đợi một chút em nha, anh hướng dẫn ngược lại. Rồi, chào em nha. Rồi, các bạn chú ý này, anh hướng dẫn này. Đó. Câu 4 này, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Câu 4 nào. Chú ý là đến bài nào của mình thì các bạn tập trung nha, các bạn hỏi nha. Anh hướng dẫn rồi, anh không hướng dẫn lại nữa. Đọc câu 3 lên. Nào. Câu mấy em? Dạ câu 4 nha. Câu 4 ý nào đây? Dạ, ý đầu tiên luôn là ghi hay là dịch em? Dạ ghi với thầy. Ghi à? Nào em ơi, mở mic lên nào. Chết rồi. Dạ. Ghi này, bước 1 là bôi đen bảng nằm ở vị trí bên dưới cái từ nốt. Dạ rồi. Bước 2, kích chuột thẻ layout, thẻ ngữ cảnh.